À, xin chào các bạn. Thái quay trở lại một cái vườn cũ ha. Lúc trước Thái có cập nhật các bạn lúc mà ra bông nó ra hoa, lúc mà nó tầm 15 ngày tuổi rồi. Đó, bây giờ nó lại nó vẫn vàng lá coi ngồi nguyên ha các bạn. Thấy không? Ở trong là các bạn không thấy cái không thấy trái đâu. À, không thấy trái đâu. À, không thấy nhánh ở trong. À, vàng lá như nè. À, vẫn còn xanh ha. Không bị cháy lá. À, cháy lá nấm hồng này rất là ít. Đây các bạn, đây nè. Rồi. Thấy cho các bạn xem trái. Đây. Trái đây. À, đây. Rồi thấy qua đây. À, nhánh bắt đầu thấy cho bạn xem nhánh từ dưới trước ha. Nhánh này mình ăn, mình nói ảnh là ăn một trái mình bỏ ha. Để hai trái luôn, bình thường không sao. Rồi. Tiếp tục. Nhánh thứ hai. Nhánh thứ ba. Nhánh thứ tư ha, mấy nhánh nhỏ mình cho ăn bỏ hết. Nhánh thứ năm, nhánh thứ sáu. Nhánh thứ bảy nè. Đó, còn từ dày ra trên nè. Đây. Đó, nó như thế này nè. Các bạn nhìn kỹ không? Thấy kỹ không? Thấy rõ không? Nó như làm vuông gì đó các bạn. Thấy chưa? Ha. Đó. Rồi các bạn có quan sát để ý không? Bạn có để ý kỹ không? Là cái da cây ha. Da cây rất là sáng nha các bạn. Da cây rất là sáng. Đó. Cái lực của cây bạn thấy ghê không? Đó. Nhưng mà các bạn biết như thế này. Hiện tại cây này là ba cổ trái nè. Những cái trái trong đây nè, khách hàng mình để mà nó vẫn đậu nè các bạn. Mình yêu cầu là tôi bỏ hết đi ha. Cái trái trong cái nhánh này mà ri sáo các bạn, đối với cái nhánh này á, thì nó không ăn không ngon mà cái nhánh này ha. Thì mình yêu cầu là mình để cho anh đi, cho anh để cho trái cho có đi chứ mà các bạn nè, cái cú nhỏ là không đậu ngon đâu nè, bỏ hết đi ha. Cái này nữa nè đó ha. Đó, đây nè, mấy trái nhỏ này bỏ hết đi ha. Nhưng mà mình chú ý là mình lấy cổ trên này nè, cổ trên này nè. Qua đây nhìn góc này nè. Đó, nó cứ ngắt cây ha. Nhánh nào có bông là trái đậu hết. Mình vẫn cứ nói với anh là cái bờ này các bạn thấy không? Các bạn quan sát đi, cái bờ này, cái mương nước rất là cao, cái bờ rất là cao, các bạn thấy không? Mình cho anh là hiện tại là trên mặt ngô và ở dưới là 1 mét nước nha các bạn. Ai mà không có bờ, cái bờ cao như thế này thì mình yêu cầu là giữ chừng 6 tấc nước là ok ha. Và yêu cầu là không cho nước ra vô nha các bạn. Đứng bon một chỗ là không cho nước ra vô giùm mình. À. Rồi, ở trong. Cây thứ hai thôi các bạn, cây thứ hai, những cây thứ hai như thế này. Đây nè. Trái vậy nè các bạn. À, trái nè. Từ đây lên tới trên luôn ha. Trái từ nhỏ tới lớn và từ gốc lên tới ngọn là như vậy nè. Ha. Vàng lá mình cho các bạn xem lại ha, vàng lá nè. Vàng lá xanh dày ha. Và cái đọt nè các bạn nha, mình nói rất rõ nè, cái đọt đứng nè, cái đọt nó đứng, cái đọt nó chìm núm vậy nè các bạn. À đó, rất là hay các bạn ha. Mình không có cho anh chặn đọt nhiều đâu. Trồng trái bắt đầu tiếp tục cái cây thứ ba. Anh có 80 gốc, 100 gốc mà dòng họ ảnh thì mình làm anh giới thiệu cho dòng họ ảnh mình làm muốn hết rồi à, các bạn đây nè. Đây nha, dạ anh trên cây này thì các bạn nhiêu ký à, cây này mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Mình sẽ để cho anh cây này 200 kg à, miền tây của mình 200 tới 250 kg, cây này có thể để 250 kg nè, nhưng mà mình hứa với anh 200 kg thôi là được rồi à, không ước mơ gì cao sang các bạn, không có làm quá, không có làm nhiều, không có đặt nặng cái vấn đề nhiều lên. Đây vàng lá rất là đẹp, bạn nhìn nè, những cái cây như thế này à, đậu rất dữ bên kia, mà làm sao mà mình qua bên kia mình cho các bạn xem, đậu rất là dữ nè. À, trái như thế này nè à, mời không các bạn, làm sầu riêng mà nó như thế này á, ảnh đi làm cho công ty á mà về thì bây giờ có một số cái này thì số trái như thế này thì là rất ok rồi nè các bạn thấy không? Nhìn các bạn nhìn trái một xét, mình sẽ coi cái trái là sao, nó rất là xanh ha. Trái là xanh mà ảnh không chịu tiễn nè các bạn, mình phải tiễn cái này nhỏ nhỏ bỏ đi ha. Nè à. Đó. Đó. Trái nè, nhánh cấp 2 nè các bạn, nhìn khoai ra như tầm vuông vậy nè. Rồi tiếp tục à, tiếp tục cái thứ ba, cái cây thứ tư à, cây thứ tư là trái nè, nhánh cấp 2 nè các bạn, nhánh cấp 2, những nhánh cấp 2 nè, có hoa là có trái hết. Đây nhánh dưới nè, những nhánh dưới nè các bạn, nó đậu nè, đây nè, đây nè. Đó. Ở trên nè các bạn, đây những cây ở trên ha, à, đậu vậy nè. À, trái các bạn thấy không? Mình không có cho sữa bắt lo các bạn, mình không cho sữa bắt lo nha.
ai mà sữa bắt lo thì có thể sữa cây này cây tơ năm đồng ăn trái thì có thể là sữa bắt lo bình thường, nhưng mà các bạn sữa bắt lo thì nó đối diện với cái tình trạng là nó sẽ nhỏ ký ha, nó yếu ký lắm. Đây nè, đó, ở tầng trên kìa ha, tầng trên kìa, đây nè, cứ ngắt vậy nè, các bạn, cứ ngắt à, đó, thấy chưa, nó cứ ngắt vậy nè, thấy chưa? Các bạn sẽ hỏi à Thái cho phun thuốc gì nha các bạn. Cái này mình cho anh phun cái bộ đậu trái HT. Bộ đậu trái HT. Trước đó ha các bạn, trước đó mình cho phun bộ đậu trái HT. Và cái dạng lá mình cho ảnh gồng lại những lúc ngay chân từ đầu hết. Nó có một số cái bài chặn đọt riêng các bạn. Tại bạn nên nhớ cái cây nó sung ha, cái cây nó sung á. Đây nè, nguyên một dàn cây của anh nè. Rất là sung. Những cây sung như thế này á thì các bạn phải dặn, bắt buộc phải dặn gắt nè, cái đọt nó như thế này. Dạ các bạn thấy không, bạn thấy không, không bao giờ bị cháy lá. Mình bảo đảm với các bạn là mình đã thử thuốc rồi trên cái vườn nhà rồi là không bao giờ bị cháy lá nha, nên các bạn cứ yên tâm đi. Thái đưa cái nào là Thái dự trù hết trơn cái tình huống rồi. Ai mà không im là Thái không có làm đâu, nên các bạn cứ yên tâm về cái phần mà Thái đưa cho các bạn cái bài chặn đọt ha. Đó nè, những cách thì mình phải cho độ vô trong đó các bạn. Chặn đọt cái gì ha, dằn đọt bằng cái gì, đậu trái như thế nào đó, thì mình đã nấu trước cho anh rồi ha. Cái dàn lá mà bạn thấy 12 giờ trưa, cái này là gần 12 giờ trưa rồi các bạn, nó xanh đen thui đó, những cây bự như thế này nè, các bạn thấy không, nó đậu chùm chùm như kìa, đây nè, dằn dưới kìa ha, đây nè, lên trên đó kìa, nhánh cấp 2 kìa. Người ta thì được chừng 3 nhánh cấp 2 như vậy là người ta đã đủ trái rồi, mà giờ quả nó trên nó còn dằn trên nữa kìa. Và mình hứa hẹn với anh là những cây như thế này, anh có 3 cây trong vườn mình sẽ làm cho anh một cây 300 kg nha. Em nói với anh luôn, anh có coi video của em, 3 cây trong vườn nãy em đếm là em nghía hết trơn rồi. Một cây như thế này em sẽ làm cho anh 300 kg cho anh xem. Còn một số cây mà nhỏ nhỏ thì trung bình thì em nói nhã với anh là một cây tầm 150 kg. Cái lô này là 50 gốc. Còn một cái lô khác nữa các bạn, còn rất là nhiều lô. Thì mình tùy vô ha. Còn bây giờ mình vô mình thấy là mình lượng trái là mình chắc cú chắc với ảnh là như vậy. Đây bộ đậu trái HT đó các bạn, thấy không, hay không. Những cái anh mà ảnh chỉ, ảnh cũng công nhận là anh nói là năm nay là thấy cái trái là nó đậu chạy nhanh hơn, nó chạy nhanh hơn là năm trước ha, chạy nhanh mà còn xanh trái nữa các bạn, nó chạy rất là nhanh mà còn xanh trái nữa. Cây này cây khổ qua. Cây khổ qua thì khỏi nói rồi các bạn, cây khổ qua khổ nói, nó chạy trái rất là nhanh ha, và các bạn không cần phải phun cái gì nó cũng đậu nữa nó là như vậy. Một số cái này đây nè các bạn ha, trái như thế này thì mình yêu cầu ảnh là ảnh tiễn đi ha, mình yêu cầu là ảnh tiễn trái đi là được. Đây nè đó, ở vào chơi này ha, những cái nhánh nào có trái, những cái nhánh nào mà có trái có bông là có trái, không có gì hết trơn các bạn, thấy không, làm sầu riêng như thế này nó rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó các bạn. Làm sầu riêng rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó nha, chứ không phải đơn giản mà qua được như thế này đâu. Ảnh từ gần Sóc Trăng nè các bạn, anh phải chạy lên tới mình, anh đem phân về, anh lết phân về, mình gọi là anh lết phân về là từ trong cái chỗ cái kho của mình á, anh lết về nhà ha. Đây nè, trái như thế này nè. Cái nhánh này, những cái nhánh này rất là khó đậu các bạn, chứ không phải dễ đâu nha, những nhánh này rất khó đậu, mà đậu rất là tốt ha. Rất khó đậu mà đậu rất là tốt. Rồi, chừng nữa Thái sẽ tách ra, Thái làm cái video nữa là khi nào mà phun là phun cái gì. Đó các bạn, cây này, những cây này các bạn thấy không, 2-3 cổ cho nè, thấy không, cổ 1 nè, các bạn thấy không, cổ này nè, cổ này nè, cổ sau nè, cổ này cổ nhất nè, thấy chưa, đó, 2-3 cổ như thế này nè, nó đậu các bạn nè, nãy giờ các bạn thấy không, bạn mình cho các bạn xem nè, một lô bên đây là nó đậu, đậu vậy nè, nó đậu vậy nè, đó, thấy chưa. Đây là theo quy trình của Thái nha, còn theo quy trình của Thái những cái này là đúng rồi các bạn, phải tiễn các bạn nè, trái nhỏ nè, tiễn những trái nhỏ nè, những cái cuốn nhỏ nè, thấy chưa. Rồi đây những trái nhỏ nè ha, cái nhánh này các bạn để mấy trái theo bạn, nhánh này mình để 3 trái là tối đa, thì những trái nhỏ mà mất phấn như thế này nè đó. Đó, những cái này nè đó, thấy chưa các bạn, đó, thấy chưa, đó, ok không. Có cái này mình tiễn nhiều quá khách hàng người ta ngủ không được nên mình không có tiễn nặng tay đâu nha các bạn. Đó mình để gì, một nhánh là 2 trái nè, hai cái này mình chọn 1 trái là 3 trái, những cái nhánh này cũng vậy ha,
những cái mà cuốn nhỏ như này nè, các bạn ưu tiên quan tỉa này, nó không có ra hồn đâu các bạn. Nè, cái nhánh mà hai cuốn hoặc cái nhỏ nhỏ là mình tông mình tiễn nè. Nè, những trái eo nè, tiễn bỏ nè, thấy chưa? Nè. Những trái như thế này nè. Đó. Nè, những trái này, trái chim chuột nè các bạn. Nè, bỏ luôn nè. À, đây nữa nè. Đó. Rồi ok nè các bạn thấy không? Đó. Tiễn còn rất là nhiều. Các bạn coi nè, cái nhánh này 4 trái nè. Nhánh này là 3 trái là 7 trái rồi. Cái cây này có 40 trái cho nhiều, đúng không? 40 trái 50 trái cho nhiều. Mà nè, từ gốc cái ngọn. Mình sẽ cho các bạn xem một cái cây mà nó gần cái mé ương. Mà nó cũng ra bông nữa. Nó cũng ra bông mà nó ra ít hơn ta các bạn. Cái bờ kinh nè các bạn. Đây là cái bờ kinh nè. Ha, đây là cái bờ kinh nè anh ơi. Cái bờ kinh này thì nó chạy lại bờ kinh chung. À cái vườn cái này thì nó là cái cổ sao. Các bạn thấy nè, cổ sao nó ra trễ hơn ta nè. Nè ha, đây là bạn mình đếm cổ các bạn nè. Cổ 1 nè ha. Cách cổ nha, cổ 2 7 ngày. Ha. Cổ 1 nè ha, cách cổ 3 là 14, 17 ngày nó là 14 ngày, đúng không? Nè, những cái sao nó chạy trái lên nè. Kìa, ở trên kìa, ở trên bự hơn nữa kìa các bạn. Nè thấy chưa? Ở trên bự hơn nữa kìa. Thằng này bự nè, thằng kế bên nè. Thằng đang sổ nữa kìa. Đó. Ở đây anh có hai cây. Trái rất là xanh các bạn, xanh trái lắm, xanh trái lắm, trái xanh ghê lắm. Nè, dinh dưỡng của nó đủ, trái xanh các bạn nè. Các bạn nè, cái trái nó chạy lên nè ha. Những cái trái nhỏ thế này á là cùng một cổ bông nhưng mà cái bông nó nhỏ, nó ra sao? Thì các bạn coi các bạn tỉa, thằng này nó bự rồi, mình đủ rồi, mình lấy đủ rồi. À, trái như thế này nè. À, cái tiết thuận các bạn không? Thuốc đúng một phát là nó chạy trái như thế này nè. Đó, thấy chưa? À, mình qua đây. Đây nè, thấy chưa các bạn. Anh ơi, tưởng đâu là chết dở chứ này mà một cái vườn rất là đẹp các bạn. Anh có hai cái bờ này thôi. Đó, thấy chưa các bạn. Anh còn một lô vườn lớn nữa. Rồi, ok hết các bạn. Xin chào nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.